hành trình được rút ngắn hơn. Trước đây khi các bệnh nhân được đưa trực thăng từ các đảo về thì sẽ bay về sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó sẽ đưa lên xe cấp cứu và đưa về bệnh viện quân y 175. Còn bây giờ thì máy bay sẽ đáp thẳng về bãi đáp trực thăng nằm ở ngay trên nóc tòa nhà của viện chấn thương chỉnh hình của bệnh viện quân y 175, và sau đó thì bệnh nhân sẽ được đưa xuống cấp cứu ngay ở dưới này, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình cấp cứu của các ekip bác sĩ khi bệnh nhân. Trước đây một chuyến bay trung bình sẽ mất khoảng 3 tiếng đi và 3 tiếng về. Giờ có sân bay ngay trong bệnh viện, thời gian rút ngắn mỗi chiều đi về khoảng 30 phút, tăng khả năng cứu sống cho bệnh nhân, đặc biệt từ các đảo xa về. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên có trọng tải 11 tấn đã diễn ra thuận lợi, trong khi tải trọng của bãi đáp có thể tải máy bay lên tới 35 tấn. Tổ cấp cứu đường không được Bộ Quốc phòng thành lập đã cấp cứu nhiều trường hợp bệnh nhân vùng biển đảo đưa vào đất liền. Cấp cứu bệnh nhân bằng đường không trên biển xa là nhiệm vụ đặc biệt, thường là các ca bệnh khó. Với việc thử nghiệm và đưa vào sử dụng sân bay mới tại Viện Chấn thương Chỉnh hình thuộc Bệnh viện Quân y 175, xác lập cột mốc mới khi nơi đây sẽ là trung tâm cấp cứu lớn của cả đường thủy, đường bộ và đường không. Có điều kiện để phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái khả năng tác chiến, khả năng giải quyết tất cả những tình huống sự cố y tế cần thiết. Và đây cũng sẽ là một cái điểm mà để chúng ta phát triển cái cấp cứu khu vực nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho sức khỏe cán bộ nhân dân ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.